Yo, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 11 anh em. Rồi, khởi đầu thì lại là thần tài giáo án tà đạo. Những cái giáo án thần tài thì tôi cũng đã chỉ cho anh em chơi tương đối là nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay lại một lần nữa tôi sẽ thử nghiệm lại xem sao. Úi dồi, nhà này có sứ thanh hoa, Amumu 2, Lắc, Sojin, lườm rau gắp thịt. Nhìn mấy này mà lại chói Chitana ạ. Ảo đá thật. Ok. Đau nhỉ. Cường à, ông này cũng tên là giống tên tôi luôn. Đây. Cường đến hồi kết là đừng có lấy. Phải lấy phân nhánh đây này. Và đương nhiên rồi, chơi thần tài là phải thử vận may. Ta còn số 5 à? Số 5 á? 5 là thua 9 trận liên tục à? Kèo hơi căng. Và một điều quan trọng khi mà chơi thần tài mà mình luôn luôn nhắc nhở anh em, đó là cần phải check map. Làm sao cho đội hình của anh em mình nó yếu, nhưng mà không được yếu quá, nhưng mà không được thắng nhá. Cyber 77 máu à? Tôi có 10 số của cây hoàng kim rồi. Anh em đánh thần tài thì đừng có đánh chuỗi thắng. Auto là chuỗi thua thôi, chứ chuỗi thắng là được ít tiền thưởng lắm. Đây là lời khuyên thật. Ngoại trừ lại 7 thần tài nhá. 7 thần tài thì anh em mình đánh chuỗi thắng thì nó lại phân tích cũ nó lại là một cái cái mà cái đường mà ngứa ngáy chân tay luôn. Rồi, gặp luôn Cyber. Còn Kain, Sojin và bàn tay công lý Red. Thêm cái mũ phù thủy gớm vậy ta. Thần rừng bạt mệnh này. U Linh nữa, ai à. Ghét lèn lẹt luôn. Và bây giờ sẽ là một trong những cái dấu ấn của game đấu này. Chúng ta sẽ cùng mở cái ấn này. Chắc chắn là ấn thần tài rồi. Ấn đấu sĩ à? Thần tài. Thần tài. Tôi đã làm được. Còn anh em thì sao? Đây tôi chỉ làm một lần thôi, không làm nhiều. Ok chứ anh em? Dân chơi thần tài là phải như thế. Giờ là phải cho yếu hơn gọi là đội hình trước. Lý do là với cột mốc 5 thần tài, chúng ta sẽ hồi lại được 2 máu của linh thú sau những cái vòng đấu đối đầu với người chơi. À không, hình như là vừa gặp phát là cộng ngay rồi. Ông này lạ he. Ông này không có lắp đồ ta. Vô cực các kiểu mà không lắp đòn tôi hay gì. Mà đòn tầm này là có threat 2 là rất là trâu bò rồi. Chiến rồi. Ước gì phiên đi chợ sắp tới anh em được sách chọn ấn. Có không? À không có. Zone thêm một trang bị thành phần tấn công và mỗi tướng trong phiên đi chợ lần này. Thế là mình sẽ lấy luôn Kai'Sa nhá. Điều này thì mình sẽ đánh AP thôi. Đạt 9k. Cyber, Wang, Kuriyama, Yoto. Xin một lần top 1 Nomi. Hiện tại thì Cường Breakfast đang dẫn đầu với cái vị trí top 1 và 130 máu. Gớm thật chứ. Top 1 đã khó nhưng mà top 1 130 máu thì nó lại là đang tuyển đấy. Level 7, 60 vàng. Tôi không roll, tôi chỉ để dành tiền up cấp thôi. Ui. Thế nên là mấy giờ mới được cái ngày hôm nay. Kobuko 2 và Timo 2 này. Ông này khỏe này. Ông này cũng khỏe này. Ông này cũng khỏe luôn. Lên nhá. Phải lên đấy. Cùng lên là thua đậm chết đấy. Wang. Nhà này thì có lõi tiền ăn chưa. Gana phiên bản cảnh vệ siêu carry chăng. Thần rừng có. Trang bị thứ 3 thì mình đoán sẽ là một cái quyền năng cho Gana mà thôi. Không sao cả. Ôi, lag một chút.
Như nào? Ấy à, 34 số. Cái gì đây? À, cho bạn trang bị thành phần máu linh thú hoặc là vàng à? Tất nhiên là phải máu rồi anh em ạ. Chơi thần tài là cứ máu cho thôi. Bơm thêm máu. Như Aatrox với Ahri nó có những cái vòng kỳ ngộ giống nhau phết. Tại vì nó kiểu là toàn là cái mà thêm máu tiền đấy. Zoe 2 bọn thần tài lên 2 sao hết rồi. Sợ thắng quá các bạn ạ. Sợ thắng ấy chứ. Chơi thần tài cứ sợ thắng. Rồi. Kurijama Yuto. Sợ Yuto. Nhà này thì không may mắn như mình. Cũng lựa chọn phân nhánh nhưng lại được một cái quý nhân. Nhân này thì kẹp thêm Soraka là đẹp. Đi cùng với Thiên Cung Nico thì cũng có thêm được chút đỉnh đúng không? 46 số của cây hoàng kim. Tôi sẽ chơi đến khi nào mà anh em mình còn cái lượng máu không thể nào mà làm gì thêm được nữa. Tôi bây giờ còn 3 hoặc là 5 máu ấy, thì lúc đấy mới xóa nhá. Được không thì thôi. Trời tới bé lần. Hoặc là lần xúc sắc cuối cùng gần nhất nó còn dưới 20 máu thì mình sẽ xóa. Mà vô tình nhá. Cái vô tình này tôi xuất hiện rất là nhiều. Tôi cũng lên level 7 là có họa sư. Anh em nào có gặp trường hợp này giống tôi không? Mấy lần tôi chơi gọi là tôi thấy là có một sự trường hợp như này rồi đấy. Thì đỡ đây. Sách chuẩn ấn đi nha. Hát đồ trước cái. Sách chuẩn ấn đi nha. Thìa vàng. Dở hơi cám lợn luôn. Lõi 2 lõi. 2 lõi phiên bản là bậc bạc rồi. Khả năng tỷ lệ lõi 3 lõi kim cương rất cao. Nếu mà lõi 3 có rồng đẻ trứng vàng thì sao hả anh em? Chúng ta lại vẽ trứng không? Đạt K9. Có bài của sử gia lại còn được phát thìa vàng. Thế nên là anh chàng này sẽ cần thêm một giáp lưới nữa. Khỏe nhờ. Đau tê. 41 tiết rồi. Chắc chắn là phải thử vận may cho tôi không xóa đâu nha. Người chơi hệ cứng mà. Cái gì đây? Tôi biết ngay mà. Trứng vàng không ạ? Ui giời ơi. Thôi lấy Pandora cũng được. 60 thì không ăn thua. Không có nhiều cái phần quà gọi là xịn xò con bò đâu. Con số 2 à? 2 vòng nữa mỗi round là 10 máu đi. Mất 20 tiết còn 20 tiết chơi. Thôi thì cũng được. Tôi thích là 3 vòng cơ. 3 vòng là tôi thấy là đẹp hơn. Còn trang bị ánh sáng thì không biết là cái gì đây. Xây ra tôi sẽ lắp cho nó cuồng đao nhá anh em nhá. Vô cực King Red à. Găng bảo thạch combo. Gì đây? Lại là găng bảo thạch combo à? Giữ lại luôn. Úi rồi. Một con lắc Sojin vũ phù thủy. Và cảm bảo thạch ánh sáng. Đã đâu? Đây là cái găng ngọc thạch các bạn ạ. Ui tầm này là thua sâu thế. 13 máu hay là mười mấy? Ui giời. Đau quá anh em ạ. Ui không sao. AC. Bàn tay công lý này. Thua thêm round nữa nha anh em nhé. Tay đổi dần thôi. Không lắp đồ là chênh lệch sức mạnh rất nhiều rồi. Bây giờ chúng ta còn cả chấp tộc hệ nữa thì phai lắm.
định mệnh hắc ám. Làm tí xây ra vào, tôi sợ đôi khi là nó carry kinh lắm anh em. Mày có 5 tiền này. Ai chà, nhìn đồ của King Red kìa. Nó có gớm không? Một mũ phù thủy ánh sáng. Ông này khéo có 3 mũ cho luôn King Red 3 mũ á. Kinh thật. Ok. Nhưng mà khả năng thua cao tôi sẽ lắp. Bắn cho cái đi. Để nó chết luôn. 97 số và còn 18 máu. Như mình đã nói, lần xóa tiền mà tôi ở xuất sắc ra còn dưới 20 máu thì tôi sẽ gọi là lấy quà nhá. Irelia ngon này. Rồi tôi thích họa sư để lấy 2 sao hơn. Nhưng mà Guang thì cũng đam mê vẽ vời rồi, đam mê hội họa. Mà ai trong chúng ta thì cũng đam mê hội họa cả. Nó ngon quá mà anh em. Tướng 5 tiền vừa gọi là gây sát thương, lấy hệ, lại còn vẽ tướng. 5 tiền rất là siêu cơ động nha anh em. Rồi, đây là phần quan trọng nhất. Xóa vàng, xóa tiền. Ây da, Lê Sinh 2, Raka và Saiza 2. Và chúng ta có thêm 3 ấn của Long Vương. Wow. Một cái sự trùng hợp khi mà tôi vừa lấy lõi 3 là Pandora. Thế nên là tôi sẽ xào luôn. Xào luôn những cái ấn Long Vương này để tìm kiếm ấn thần tài. Chơi cột mốc 7 thần tài cho anh em xem. Chứ bây giờ mà tôi 5 Long Vương vào thì nó hơi gớm á. He he. Xin một lần top 1. Cái xa 2 sao phiên bản định mệnh. Uầy, lực thế. Nào, cho thôi một ấn thần tài đi. Tôi tích thêm những cái số hũ của cây hoàng kim. Mặc ảnh thôi. Udi này. Này cho Udi à. Lê Xin à. 3 ấn mà nó ra ấn gì đâu. Khổng lồ, mặc ảnh và đấu sĩ. Còn ấn thần tài kia là hồi nãy tôi đã rèn từ cái phân nhánh ấy. Có đồ hồi nãy là nó hơi đầy. Thế nên là nó mới chui về sau. Rồi 3 khảm bảo thạch. À, găng bảo thạch nhầm. Và đây là Guang. Nhà mà đã lấy họa sư của tôi. Tầm này xây ra 2. Ai Long Vương thôi thì đã rất là ghê gớm rồi. Anh chàng này thì thậm chí còn chưa có cho mình được Gnaba nữa. Hình như sẽ xoay sang đánh những đội hình cao tiền hơn thay vì reroll. Anh chàng này level 8 cơ mà. Chứ tôi thấy là những ông chơi reroll ấy hay dừng lại ở cột mốc ở level 7 và level 6. Level 6 thì khi mà lên 3 sao thì tôi mới lên cấp. Cái gì đấy? Ấn Thiên Cung, Pháp Sư, Đoạt Mệnh. Chán đê. 2 tiền. Đó là con số 1 thôi. Giao án thần tài như này là anh em đã thấy cảm thấy là mãn nhãn chưa? Đơn giản đấy mà. Chơi nổ hũ sau đó thì top 1 thôi. Chơi thần tài là phải như thế. Chứ anh em chơi thần tài mà nổ hũ xong rồi cút không kịp xoay bài là tôi thấy là anh em là hơi thiếu kinh nghiệm để nổ hũ. Thì mình có một cái lời khuyên là anh em cứ lắp tất cả những trang bị trước đi và chuẩn bị sẵn là đội hình mà anh em muốn chơi ở giai đoạn lấy game ấy. Đấy, như thế thì chúng ta sẽ tiết kiệm được thời gian và một chút gọi là cái độ nhạy bén thì anh em có thể xoay sang tập trung tìm tướng con nào cần chơi đấy. Ví dụ tôi hay xoay đánh Exodia 5 tiền. Ôi sao lại ra tận 2 cái ấn Thiên Cung luôn nhỉ? À, 2 ấn Long Vương luôn nhỉ? Nó lạ thế. Xào qua xào lại thì vẫn thành 2 ấn Long Vương. Ảo đá thật. Rồi, nhà này không có giáp lưới rồi, khóc chưa? Còn Kele với
bùa hỗ trợ ở cột mốc 7 sẽ hồi sinh những cái đồng minh mạnh nhất trong tầm 7 giây. 8 giây gì đấy. Chưa ra hả? Alo. Chưa ra là hơi lâu nha. Tôi có ấn của cái ấn của quý nhân này anh em này. Cái ấn quý nhân này thì đợt nó đang xảy ra một cái lỗi rất là lớn. Ta lấy thêm được nhiều ấn quý nhân khi mà thay đổi cái vị trí của ấn của con quý nhân ấy. Nhưng mà anh em không nên sử dụng cái lỗi đấy làm gì. Sử dụng lỗi là đôi khi là quá ác đấy. Cẩn thận. Úi giời ơi. Ngày này dồn đồ cho Lắc nhưng mà vẫn chưa lên được Lắc 3 sao. Tam phụ là A-xe. Khó rồi. Xây ra 2 sao xạ thuật sư của tôi. Cũng gớm lắm chứ bộ. Đau chưa? Lại bảo không đau đi. Lại bảo không đau đi. Làm gì mà không thốn đúng không? Họa sư 2 sao, xanh ra Rakan 2. Ở lâu thế nhờ, 3 cần ấn cơ mà. Hình như là có những cái ấn không được kết hợp từ thìa là tôi thấy là ấn mặc ảnh này, hiền giả khổng lồ, gì nữa. Thần tài song đấu, cảnh vệ, cho tầm 6-7 ấn thôi. Đoạt mệnh nữa, ác ở gì, xạ thuật sư. Đúng rồi. Mà tỷ lệ mà ba cái ấn mà xoay xúc sắc, anh em nào xác suất thống kê cho tôi cái nào. Anh em giỏi xác suất thống kê Pandora lệ là bao nhiêu phần trăm xuất hiện một cái ấn thần tài đây. Mà tôi đợi từ lúc mà xóa tiền rồi chưa thấy cái ấn thần tài nào. Rồi. Đau chưa? Mày có lõi nổ bùm. Giờ chắc là mình sẽ tích tiền lên level 10 đi. Máu hồi lại cũng tương đối. Và chúng ta có thể tích tiền lên cấp. Lại thêm một siêu phẩm nữa. Không chỉ dừng lại ở pha nổ vũ này đâu. Wow, gì đây? Rakan xây ra và thêm một ấn sử ra kìa. Ủa tôi. Ok. Nếu tôi không lấy được cái này ấy, tôi sẽ lấy cái ấn song đấu để xào thêm nữa. Thấy khi nào mà được 7 thần tài thì thôi anh em ạ. Kéo bây giờ nó ra luôn. Ra luôn đi. Nó nỉ đấy. Chưa ra anh em ơi. Cái gì thế? Hai cái ấn của bắn tỉa mặc ảnh nó lại ra lên tù tì. Alo. Đừng có lừa nhau như thế mà Pandora ơi. Lâu lâu em mới gọi là chơi lại thần tài thôi. Như này anh mà không ra cho em ấy thì anh em của tôi đâu có xem được cái video này là không bao giờ gọi là lấy Pandora đâu nha. Nói cho mà biết. Kain phiên bản là thần rừng. Màn tay công lý ánh sáng. Azir họa sư. Uầy, họa sư cầm đồ kia là uy tín vãi đái rồi. Ta muốn vẽ tìm Kain 3. Mà Kain này phiên bản thần rừng nhiều máu thật đấy anh em ạ. Nhìn kìa, thua luôn nhà này cơ. Thôi xong rồi. Làm ơn đấy. Em phải cầu xin mấy anh cho em gọi là 7 thần tài đi. Ừ đây rồi, đúng rồi. Ra như thế luôn đi. Mấy cái kia mày ra nốt cho tao cái ấn thần tài đi. Ra kiểu combo đi. Như cái đồ của con Joey đấy. Có thấy không? Một phát 3 ấn thần tài thì game này là 9 thần tài là anh em của tôi là mãn cái nhãn luôn rồi. Rồi dập nát cái nút like cho tôi rồi. 7 sử gia.
chưa chưa dập nát nút like được. Nào ra cái kia nốt ấn thần tài là dập nát nút like này. Tầm này 7 thần tài, à đâu 8 thần tài thì cũng khác biệt gì 7 thần tài cho lắm. Không khác biệt gì nhiều hơn so với 5 thần tài. Nó được tích cũ thêm rồi anh em ạ. Đây, 18 số của cây hoàng kim. Dần dần những cái vòng đấu cao hơn, số cũ của chúng ta sẽ được thêm nữa. Thử vận may đi anh em nhá. Thử vận may là auto ra số 1 thôi. Auto là số 1. Bây giờ chúng ta có hai sự lựa chọn. Một, đợi 5 vòng tìm kiếm thêm một con xây ra Rakan nữa, sau đó thì họa sư nó vẽ là tôi lên được 5 tiền 3 sao Rakan ở level 9. Ra không, ấn đi thần tài. Trời ơi, lại xong đấu là như nào, cái gì thế không biết nữa, buồn rầu ghê. Lên cấp luôn. Ôi xin thiếu mẹ tiền. Đây. Gì đây? Búa rèn à? Này cho Lissandra. Này lắp Sojin. Ấn U Linh à? Ra mấy cái ấn này tôi cũng không cần thiết lắm ấy. Xem là vòng sau sẽ được tổng bao nhiêu số. Con lắc xuống này thì tôi thấy là chòi nó cũng không nhiều đam làm đâu. Rồi là được bonus thêm quà nữa. Bú ác. Bên này thì sao? Thôi anh em đánh nhau, anh em tôi tập trung vào cái tất thần tài của tôi các. Tôi sợ ở nhà Guang rồi thôi. Hình như lên Kayin 3 à? Xóa nha anh em nhé. 39 số. Kéo con sách chọn ấn. Phu đi 2. Này tôi sẽ thay vào vị trí của Aatrox. Tại vì cái ngưỡng mà 40 số đổ lại ấy, 39 số đổ lại thì chúng ta có tỷ lệ 25% giá sách chọn ấn rồi. Cái này không có mới buồn chứ. Nỗi buồn này ai thấu hiểu cho tôi đây. Với những người anh em đam mê thần tài của tôi ơi. Nome. Wow. Hắc ám. Thế lực hắc ám. Cố làm 9 thần tài thế nào. Rồi bây giờ được 13 số rồi. Xóa xong ít số vãi. Cái gì đây? Bùm. Ây à, nó là thêm gói trang bị thôi anh em ơi. 7 thần tài thì chúng ta lại tiếp tục nhận được quà sau những cái vòng đầu ấy. Hai gói trang bị thành phần là làm gì đâu. Sojin. Đây. Ở cái này à. Lắp bừa đi. Sẽ rèn thử cái này không? Thần tài đi mà sinh người đó. Chỉ có búa rèn mới đem lại hạnh phúc cho anh em mình mà thôi. Rồi xong. Cây đã vào. Vào vị trí rồi. Dừng lỡ ngỡ vớ được luôn những cây thần tài hoàng kim. Chui vào bản đồ đánh nhau sướng. Thôi xong nhà này như còn một vòng nữa mới lên được. Họa sư 3 thì gặp tôi. Đèn đấy. Ui xây ra luôn rồi kìa. Mới có lậm được không. Rồi. Và nếu như mà xây ra 3 sao đi cùng với 9 thần tài thì mạn nhãn của mạn nhãn luôn. Tầm này thì cứ xóa vội đi.
găng đạo tặc. Ui giời ơi, vừa nói dứt câu thì nó cũng đã lên luôn rồi. Các bạn nào mà đã xem đến đây rồi thì hãy đừng quên để lại cho tớ một like, một đăng ký kênh để có thể lên cái video đề xuất nha anh em ơi, cái video lên đề xuất nha. Hên vãi. Tôi cứ tưởng là không lên được rồi. Mà tự dưng là lên luôn. Ủa cái cây hoàng kim của tôi đâu ấy nhở? Chính thần tài mà ta. Đâu rồi? Hả? Chín thần tài, không thấy cây thần tài. Nó chui đâu rồi? Hắn trộm rồi. A đu. Chín thần tài không cây thần tài. Chết to rồi. Đây, bây giờ mới mọc lại ạ. À, cứ tưởng nó trộm cây nhà mình rồi. Cho 5 tiền 3 sao vào cho nó quẩy đi. Trời ơi. Họa sư 2 ơi. Có lấy họa sư 3 nữa thì mắc pinh luôn. Ngộ không phiên bản là hắc ám. Silas. Con này đấy bằng Silas carry này anh em này. Uầy. Team bạn không đấm vào nhiều được cây hoàng kim, thế nên là của mình cũng không được nhiều vàng lắm. Xóa nha anh em nhé, liên tục là phải xóa thôi. Lissandra. Mà Lissandra này mà lên được 3 sao thì anh em mình cho nó 3 cái găng ngọc thạch nữa thì đúng là vô đối. Đây. Cây gì đấy mà nó đẹp thế anh em ơi, cây này mà anh em mình mà có để trưng Tết thì đúng là yêu luôn nhờ. Không biết đợi khi nào mới Tết. Cây có héo không? Mà cây này đẻ ra tiền mà đâu có héo được. Rồi. Nào. Lissandra nào. Cố lên. Đừng nói với tôi là một con nữa mà không ra. 50 tiền của tôi. Tôi chịu. À, gói đồ on này. Chịu rồi các bạn ạ. Nó không ra tầm này tôi cũng không ép nữa. Ui, bán cái họa sư cũng không ra luôn. Ghét cái mặt được chưa? Xây ra. Ok. Một lần nữa cảm ơn anh em rất nhiều vì đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.